Morning class. Welcome to our school, grade 11. Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần ngữ pháp của bài số 7, Language Focus. Bài học của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là Conditional Type 1 and 2. Phần này chúng ta ôn lại kiến thức của lớp 10, câu điều kiện loại 1 và loại 2. Conditional Type 3, câu điều kiện loại 3. Và sau đó là phần luyện tập. Now let's get started. Chúng ta cùng nhìn vào hai bức tranh. There are a lot of dollars, you see, and a palace. À, rất là nhiều tiền và một cái cung điện, a palace. Vậy chúng ta có thể nói gì từ cái tình huống này đây? If I have much money, I will build a palace. I will build a palace. If I have much money. Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ xây một cái cung điện. Như vậy chúng ta đến với câu điều kiện loại 1. Tên gọi của nó là the real conditional in the present or future. Câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ, if it rains, we will stay at home. Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở nhà. Như vậy, ở câu này nó phụ thuộc vào thời tiết. If it doesn't rain, we will go out. Nếu trời không mưa thì chúng tôi sẽ lại đi chơi. Đấy. Như vậy, điều này phụ thuộc vào thời tiết. It depends on the weather. Như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng câu điều kiện loại 1 là loại câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và đây là loại câu có thật duy nhất trong 3 loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Các em ghi bắt đầu từ phần này, chúng ta ghi. The real conditional in the present or future. Về công thức, bao giờ đã nói đến câu điều kiện thì bao giờ nó cũng có hai vế. Vế thứ nhất là if clause, là mệnh đề if, và main clause, mệnh đề chính. Thì mệnh đề if thông thường là mệnh đề if đặt trước, nhưng cũng đôi khi người Anh họ để mệnh đề chính đặt trước. Đó. Thì để các em dễ nhớ thì cô thường là đặt mệnh đề if trước. À, công thức của nó là if cộng với chủ ngữ cộng với verb. Nếu là ngôi thứ ba thì chúng ta thêm s hoặc là es. Còn ở mệnh đề chính, chúng ta dùng chủ ngữ cộng will hoặc là can cộng với động từ ở dạng infinitive. Dạng này là dạng đơn giản nhất, đúng không? Nếu thế này sẽ thế kia. Ví dụ, if you have a ticket, you can get into the theater. Như vậy ở đây cô có thể thay động từ will bằng động từ can. Nếu bạn có vé, bạn có thể đi vào nhà hát. If Peter studies hard, he will get good mark. Nếu Peter học chăm chỉ, cậu ấy sẽ giành được điểm tốt. Như vậy, Peter là ngôi thứ ba số ít thì động từ sẽ chia thêm s hoặc là es vào đây. À, đây là động từ có kết thúc bằng y dài thì các em đổi thành y ngắn, được khi thêm es. If Peter study hard, he will get good mark. Ở câu điều kiện loại 1 này, chúng ta lưu ý một số trường hợp. Chữ can có thể thay cho will để diễn tả khả năng. Ví dụ ta nói, he can pass the exam if he study hard. Cậu ấy có thể đậu kỳ thi nếu cậu ấy học chăm chỉ. Như vậy, mệnh đề if có thể đặt sau đây các em. Trong trường hợp nó đặt sau thì chúng ta không cần dấu phẩy.
Chữ may diễn tả sự không chắc chắn. Ví dụ, if we start at 8, we may be late for the meeting. Nếu chúng ta bắt đầu vào lúc 8 giờ thì chúng ta có thể bị muộn cái buổi họp. We may be late. Còn chữ must để diễn tả sự bắt buộc. Must cũng có thể thay cho will. If you drive a car, you must have a driving license. Nếu bạn lái xe hơi thì bạn phải có bằng lái xe. Chứ không phải là you will mà you must. Chữ should cũng có thể thay cho will để diễn tả sự khuyên bảo. If you want to lose weight, you should eat less meat. Nếu bạn muốn giảm cân thì bạn nên ăn ít thịt lại. Phần này dễ rồi đúng không các em? Bây giờ chúng ta sang câu điều kiện loại 2. Tên gọi của nó là the unreal conditional in the present. Unreal tức là không có thật. Câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Example, if I were a bird, I would fly everywhere. Nếu tôi là chim, tôi sẽ bay đi khắp nơi. Như vậy ở đây diễn tả một cái ước mơ viển vông, một cái thực tế trái ngược với hiện tại. If I am not a bird, so I can't fly everywhere. Tôi không phải là chim, vì thế tôi không thể bay đi khắp nơi. If I were a bird, I would fly everywhere. Như vậy câu điều kiện loại 2 là loại câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Các em nhớ nhá. Diễn tả những cái tình huống không thể xảy ra ở hiện tại, những cái ước mơ viễn vông. Những ước mơ viễn vông. Ví dụ nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là chim, tôi sẽ là bồ câu trắng. Ví dụ thế. Thì rõ ràng chúng ta dùng cái câu loại điều kiện loại 2 để diễn tả những cái ước mơ này. Xét về công thức thì chúng ta thấy ở mệnh đề if chúng ta dùng cái gì ạ? À, chủ ngữ này. Rồi động từ sẽ đặt ở quá khứ tại vì không có thật mà. Các em nhớ là không có thật thì là dùng quá khứ, còn có thật thì dùng ở hiện tại nhá. Mệnh đề if dùng ở quá khứ đơn, còn mệnh đề chính thì chủ ngữ này cộng với would, should hoặc là could cộng với verb infinitive. Ví dụ, if I had a lot of money, I would buy that car. If I had a lot of money, I would buy that car. Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ mua chiếc xe hơi đó. Như vậy nói như vậy có nghĩa là tôi không có đủ tiền rồi, cho nên tôi mới dùng câu điều kiện loại 2. Còn nếu tôi có đủ khả năng tôi có thể mua được thì tôi dùng câu điều kiện loại 1. Thì if I have a lot of money, I will buy Vasca. Đấy, như vậy các em nhìn vào cách dùng của họ để biết đây là ước mơ viển vông hay là một thực tế có thể xảy ra. Coronavirus. Coronavirus and laptop. We study at home with laptop or smartphone or cell phone. If there weren't coronaviruses, we wouldn't have to study online. Chữ there were là có hoặc không có nhé. Nếu không có virus corona thì chúng ta không phải học online. Chúng ta sang với câu điều kiện loại 3. Xem thử câu điều kiện loại 3 thì khác gì nữa. Chúng ta đến với ví dụ. If he has studied hard last year, he would have passed the exam. That means he didn't study hard last year. Nếu như cậu ấy đã học chăm chỉ vào năm ngoái thì cậu ấy đã có thể đậu kỳ thi rồi. Điều này có nghĩa là anh ấy đã không có học chăm chỉ vào năm ngoái. Vậy ở cái mệnh đề if này các em,
Họ dùng thì gì ạ? À, thì quá khứ hoàn thành. Còn ở mệnh đề chính, họ dùng điều kiện hoàn thành. Good rồi cộng have cộng với bước 3. Đây là loại câu điều kiện khó nhất trong 3 loại câu điều kiện. Câu điều kiện loại 3 là loại câu điều kiện không có thật ở quá khứ. Em thấy chưa? Không có thật. Thường là họ cho tình huống là didn't cộng với verb, tức là đã không làm gì đấy. Diễn tả những giả thiết trái ngược với thực tế ở quá khứ. Có nghĩa là thực tế nó đã xảy ra một kiểu khác, nhưng chúng ta ao ước và chúng ta giả thiết nó xảy ra theo một cái tình huống khác. Chúng ta cùng xem công thức. Ở mình để if, chúng ta dùng if này cộng chủ ngữ cộng với gì đấy các em? À, cái thì này gọi là thì quá khứ hoàn thành, đúng không? Nếu câu điều kiện loại 2 dùng ở quá khứ đơn, thì câu điều kiện loại 3 là dùng quá khứ hoàn thành. Ở mệnh đề chính cũng dùng good, should, good, rồi là cộng với hoàn thành. Have cộng với 3 ed. Thì công thức này nó hơi dài. Mình nghỉ các em viết đi. If you had asked me, I would have helped you. Nếu bạn đã hỏi nhờ tôi, thì tôi đã giúp bạn rồi. Nhưng thực tế là you didn't ask me. Bạn đã không hỏi nhờ tôi, đúng không? Và bạn đã tự khiêng cái món đồ một mình. Đấy, chúng ta dùng quá khứ hoàn thành ở mệnh đề này, had asked. Và bên này would have cộng với 3. Chúng ta tìm xem một cái tình huống bạn này bị ốm nằm ở nhà, đúng không? Đó, nhưng mà thực tế là tôi không biết là bạn ấy ốm. Giá như mà tôi biết bạn ấy ốm thì tôi đã đến thăm rồi. If I had known you were ill, I would have visited you. That means I didn't know that you were ill. Nếu tôi biết rằng bạn đã bị ốm thì tôi đã đến thăm bạn rồi. Có nghĩa là tôi không biết rằng bạn bị ốm. Bước 3 của động từ know là know. Chúng ta đọc cái câu ví dụ này nhiều lần để thuộc với cái cách sử dụng của câu điều kiện loại 3. Nó hơi dài một chút về công thức đấy. Cho nên cả em cứ đọc nhiều lần cho nó quen. If you had known you were ill, I would have visited you. Như vậy bây giờ chúng ta cùng xem lại công thức của ba loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Thứ nhất là câu điều kiện loại 1, mệnh đề if này. Chúng ta dùng là gì ạ? Chủ ngữ cộng với verb 1 hoặc là ngôi thứ ba thì thêm s. Còn nếu có phủ định ấy thì chúng ta dùng do not hoặc là does not cộng verb 1. If it doesn't rain, nếu trời không mưa, thế là we will go out. Ở mệnh đề chính, chúng ta sẽ dùng will hoặc là will not. Phủ định của will là will not. Can, cannot. May not, vân vân. Đối với câu điều kiện loại 2, các em sẽ nhìn thấy công thức là chủ ngữ cộng với quá khứ đơn. Quá khứ đơn riêng be thì dùng were cho tất cả các ngôi. If I were you, nếu tôi là bạn. If I were in your position, nếu tôi ở vào địa vị của bạn, tất cả các ngôi đều dùng were hết, chứ không phải là có were 3 chữ. Em lưu ý đây là were 4 chữ. Còn nếu có phủ định thì các em cũng dùng phủ định của quá khứ đơn. Didn't cộng với 1. Mệnh đề chính. Đó, chúng ta viết lại công thức giống như khi nãy. Còn đối với câu điều kiện loại 3, đây, nếu... bên này là quá khứ đơn thì bên này là quá khứ hoàn thành. Chúng ta dùng had hoặc là had done, verb ed hoặc là verb 3. Ở mệnh đề chính, good, could, should, not, have a verb 3. Thông thường khi các em làm bài tập á, thì
là chúng ta nhìn vào một vế. Ví dụ họ đã cho quá khứ đơn thì bên kia này, bên này chúng ta sẽ dùng would. Good cộng verb 1. Nếu họ cho quá khứ hoàn thành thì good have cộng verb 3. Em nhớ công thức cho. Nếu họ cho quá hiện tại đơn thì bên này sẽ dùng will. Ngược lại, nếu họ cho mệnh đề chính là will thì bên này dùng hiện tại đơn. Họ dùng good cộng verb 1 thì bên này dùng quá khứ đơn. Còn nếu bên này good have verb 3 thì dùng quá khứ hoàn thành. Đó là cái cách nhớ về công thức của ba loại câu điều kiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành nhé. Practice. Exercise 1. Đây là bài tập ở trong sách giáo khoa. Put the verb in bracket into the correct form and will. Chúng ta hãy thêm chữ will, tức là câu điều kiện loại 1 đấy, cho những câu sau đây. Nhà chúng ta có 4 câu đầu tiên. Câu thứ nhất là I the right to work if I had a car. Thì rõ ràng ở bên này ở mệnh đề if I had a car đây này, dùng quá khứ đơn. Đúng không em? Họ dùng quá khứ đơn ở mệnh đề if thì bên này sẽ rõ ràng phải good cộng verb 1. Câu điều kiện loại 2 mà. If I had a car thì I would the right to work. Câu điều kiện không có thật. Còn bên này, where in Vietnam would you like to live? Đấy, đã dùng good rồi, tức là điều kiện không có thật này. Bên này phải có dùng quá khứ đơn. If you could choose. Nếu bạn có thể lựa chọn, thì bạn thích sống ở đâu ở đất nước Việt Nam? Tôi thích sống ở thành phố đáng sống như là thành phố Hồ Chí Minh này, Hà Nội này, Vũng Tàu này, Nha Trang này, vân vân. Câu tiếp theo. Ở mệnh đề chính, we will have a lunch outside. Rõ ràng đây will là công thức của câu loại 1. Thì động từ be sẽ được chia ở hiện tại đơn. Whether là chủ ngữ số ít thì cả em dùng is. If the weather is good, we will have a lunch outside. Câu tiếp. If the company offer me a job, I think. Nếu công ty chữ offer này dùng hiện tại các em này, dùng hiện tại đơn thì rõ ràng bên này là câu điều kiện loại 1. I think I will take it. I will take it. Tôi nghĩ là tôi sẽ nhận nó nếu như công ty giao cho tôi một việc làm. Tiếp theo. Many people would be out of work if that factory closed down. Rất nhiều người có thể out of work, tức là bị mất việc làm. Nếu như công ty đó đóng cửa, rất nhiều người sẽ bị mất việc làm. Chữ would be có nghĩa diễn tả câu điều kiện loại 2 rồi. Thì bên này close, các em cho quá khứ đơn. Closed. If you finish before 10:30, I come and pick you up. Có nghĩa là nếu bạn kết thúc trước 4:30 đó, thì đây là hiện tại đơn này, thì bên này tôi sẽ dùng tương lai đơn. I will come and pick up you, thường là pick you Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Put the verb in brackets into the correct form. They would have paid you more if they be told of its value. Thì nhìn vào là các em đã thấy là gì ạ? Là câu điều kiện loại 3, đúng không? Would have paid này. You more. Would have paid là công thức của câu điều kiện loại 3 rồi. Thế thì bên này phải dùng quá khứ hoàn thành. Mà quá khứ hoàn thành của be nữa là thành been. Have been told. Rồi chúng ta xem câu thứ hai. Như vậy cái đáp án của câu này là have been told. Còn bên này, nếu tôi nhận ra rằng Grab
Muốn ha, thức dậy sớm thì tôi đã đánh thức cậu ấy rồi. Thì ở mệnh đề chính họ cho là would have woken. Thì chúng ta nhận ra đây là câu điều kiện loại 3. Would have woken, wake, woke, woken. If I had realized that Greg wanted to get up early. Ở đây, if you had had breakfast, I not be hungry. Nếu như tôi ăn sáng rồi thì tôi đã không bị đói. Đấy chưa? Câu điều kiện loại 3. I wouldn't. I wouldn't have been hungry. If they had had enough money, they buy that house. Nếu họ có đủ tiền, giá như mà họ có đủ tiền thì họ đã mua ngôi nhà rồi. Đây cũng là câu điều kiện loại 3. Had cộng với verb 3 này. They would have bought. Would have bought that house. Bên này này tiếp tục này. He would have passed. Đúng không? Câu điều kiện loại 3. Vậy if he had studied. Harder. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang dạng thứ hai, đó là cái dạng bài tập trắc nghiệm. Cái này là đó là tự luận thì thông thường chúng ta làm được tự luận thì sẽ làm được trắc nghiệm thôi. Ủa. Câu số 1 nhé. She is in London. Cô ấy đang ở London. Nếu cô ấy ở đây thì cô ấy đã đến thăm chúng tôi rồi. Đấy. Thì rõ ràng đây là một cái ước mơ viển vông. Nếu cô ấy ở đây có nghĩa là cô bây giờ cô ấy đang ở London, đâu có ở nhà đâu. She would. Would là chỉ một cái tình huống không có thật. Vậy thì vì là câu điều kiện không có thật cho nên were để ở dạng were 4 chữ, tức là cho tất cả ngôi đều dùng were, if she were home, cho tất cả ngôi. Chúng ta sang câu số 2. I the doctor if I were her. If I were her là nếu tôi là cô ấy thì tôi đã đến khám bác sĩ. Nếu tôi là cô ấy thực tế rõ ràng tôi không phải là cô ấy. Right? Từ were này là câu điều kiện loại 2. Vậy thì chúng ta sẽ dùng là không có thật là good. Will visit là gọi câu điều kiện loại 1, đúng không? Cho nên chúng ta dùng là good visit. Câu điều kiện loại 2. Nó sang câu tiếp theo. If it's sunny yesterday, I could have gone fishing. Nếu hôm qua mà trời nắng, có chữ yesterday thì trái ngược với tình huống ở trong quá khứ thì đấy là quá khứ hoàn thành. Các em phải nhìn ở trong bốn đáp án cái nào là quá khứ hoàn thành. Tại vì ở bên vế chính là could have gone rồi. Chúng ta dùng had been. Alright. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một số câu trắc nghiệm nữa. Work if I had a car. Thì ở đây câu này chúng ta có chữ là if I had a car, tức là câu điều kiện loại 2 rồi. Đúng chưa? Đây, had a car này là câu điều kiện mà có một vế là chia ở quá khứ đơn. Vậy thì bên này chúng ta sẽ tìm một cái mà cũng là công thức của loại 2. Đấy nè. Cái này will the right là loại 1 rồi này. Had the driven là loại 3 này. Đúng không? Còn good the right đó, cái này là chúng ta đáp án sẽ là câu C. Ồ. Câu thứ hai, where in Vietnam would you like to live if you. Đây, nhắc lại câu khi nãy chúng ta đã làm. If you gì ạ? Đây, would you này. Would you là loại 2. Thì phải là chúng ta chọn với là could. If you could choose. Đúng không? Can là loại 1.
À, chúng ta dùng quá khứ đơn đi. Bên này dùng would thì bên này phải quá khứ đơn. À, chúng ta dùng could. Nếu thời tiết tốt, chúng tôi sẽ ăn trưa ở bên ngoài. À, bên này will này. Will thì rõ ràng là câu điều kiện có thể xảy ra rồi. Thì chúng tôi dùng hiện tại thôi. Hiện tại là câu A, đúng không? Mà the weather, các em nhớ này, the weather là số ít này. Thì chúng ta dùng is, chứ không dùng are, đúng không? Chủ ngữ số ít thì động từ số ít. Number four. If the company offer me a job, I think I. I à, đây là cũng dùng hiện tại này. Yeah, I think I will take it. If you had had breakfast, you hungry. Nếu bạn có bữa ăn sáng thì bạn à, nếu bạn đã ăn sáng rồi thì bạn đã không bị đói bụng. Đấy. Thì rõ ràng đây là câu điều kiện loại 3. Thì các em tìm công thức nào là dài nhất đấy. Loại 3 đấy. Good and have been hungry. Câu số 6. If he study harder, he would have passed the exam. Ở về phía bên tay phải thì chúng ta thấy là chủ ngữ còn phải would have ở verb 3. Thì bên này chúng ta phải dùng quá khứ hoàn thành. Mà quá khứ hoàn thành á, là had cộng verb 3 đây. Không dùng câu B. Câu B là hiện tại hoàn thành. Vậy chúng ta đáp án chúng ta chọn là câu C. Các em khoanh vào đáp án đúng ở trong sách cho cô. Bài học của chúng ta đến đây là tạm là hết. Chúng ta đã đi qua công thức của ba cái loại câu điều kiện. Nào, đây là những cái công thức rất là quan trọng. Nó nằm ở trong cái phần ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh. Cho nên đề nghị các em phải học thuộc lòng công thức và viết đi viết lại cái công thức ba loại câu điều kiện ấy, là các em phải chép mỗi công thức là 5 lần. À, chép lại vào vở. Rồi còn cái phần bài tập thì các em làm ở trong cái sách bài tập ấy. Thưa cô. Và chúng ta nộp bài cho các cái thầy cô ở ở trong trong nhóm. Giờ học tiếp theo chúng ta sẽ học về tường thuật câu điều kiện. Bài học chúng ta đến đây là hết. Thank you for your attendance. And goodbye.